Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được từ đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết, với tốc độ dòng chảy 17.800 mét khối trên giây, thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay, hồ chứa nước của đập thủy điện Tây An Giang, Giang Tây, Trung Quốc mở tiếp cổng xả lũ số 2 và số 8, ghi nhận toàn bộ 9 cổng xả lũ được mở lần đầu tiên trong lịch sử sau 64 năm xây dựng kể từ năm 1959. Theo The Dipper, Trung Quốc sau khi mở 9 cổng xả, hiện trường như đang trải ra trận mưa vô cùng lớn. Mặt sông tựa như là mặt biển và từng đợt sóng lớn trắng xóa chảy cuồn cuộn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nghiên cứu chi tiết về thiệt hại của việc mở cửa xả lũ, nên nó đã cuốn bay hàng trăm kho căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang thi công, làm thiệt mạng hàng trăm binh lính canh gác. Còn theo miêu tả của phóng viên báo Đông Phong buổi tối thì cảnh tượng chẳng khác gì cuồng phong gào thét, đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết. Với tốc độ dòng chảy 17.800 mét khối trên giây thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Do đập thủy điện xả lũ nên mực nước sông ở Hạ Du cũng không ngừng dâng cao. Tính đến hơn 10 giờ cùng ngày, mực nước bề mặt sông cách gầm cầu Từ Kim chỉ khoảng 5 mét. Trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ 9 cổng xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã không nhận được thông báo trước cho người dân nên đã tạo ra con số tử vong 3.128 người, không nhận thấy nó đã san phẳng khu căn cứ quân sự, gây ra vụ nổ to lớn. Sau đó, tất cả vũ khí cùng đạn dược cuốn theo dòng lũ trôi xuống vùng hạ lưu. Trước đó, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước trong hồ chứa nước của đập Tây An Giang đã đạt 118,37 m, và nếu tiếp tục dâng cao, dự báo nó sẽ lập mực nước cao nhất trong lịch sử. Được biết, Trung Quốc đang xây dựng thêm 3 căn cứ không quân mới, mở rộng 5 căn cứ quân sự khác trải dài từ Tân Cương đến Tây Tạng nhằm tăng cường sức mạnh trên không, nhưng nó đã bị dập tắt trước khi được hoàn thành. Kính thưa quý vị khán giả, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trồng bão, lũ trồng lũ, mưa vẫn cứ mưa. Có thể nói rằng những gì thiên nhiên tàn phá qua những trận lũ lụt, lũ quét, sạt lở, bão tố, động đất sẽ không bằng những gì mà chiến tranh để lại. Nhưng với thời gian kéo dài, nó sẽ kéo dài trong một tháng qua thì nó còn ghê gớm hơn cả một trận chiến tranh. Trung Quốc thích nước và biển, thích đem quân đi đánh chiếm khắp nơi. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà thiên nhiên đang thực hiện ý muốn đó của Trung Quốc, muốn biến Trung Quốc thành Biển Đông thứ hai, để Tập Cận Bình không phải tốn công, tốn sức đi đánh chiếm biển đảo Việt Nam, cũng như lãnh thổ, lãnh hại các nước khác trên thế giới. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Theo một đài truyền hình địa phương Trung Quốc cho biết, từ tối ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Trung Quốc liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Những cơn mưa này trút hàng tỷ mét khối nước xuống Trung Quốc, làm cho nhiều thành phố phía Nam, phía Tây, phía Đông của nước này bị nhấn chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết, tỉnh mà chịu thiệt hại nặng nề nhất vào đêm ngày hôm qua là tỉnh Tứ Xuyên, khi cơ quan cảnh báo khẩn cấp thiên tai tỉnh này cho biết một con đê bao và một con đập mang tên Giang Đông 2 đã bị vỡ ngay trong đêm ngày hôm qua vì không chịu được áp lực của những trận mưa to đến rất to. Vì vậy mà nó vỡ, nó đã nhấn chìm một sở chỉ huy quân sự tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, vỡ đập cũng đã khiến cho dòng nước ở những con đê bao trở thành những cơn lũ ống, lũ quét tàn phá toàn bộ sân bay, bến cảng, nhà ga, trường học, bệnh viện và hai khu đô thị đông dân thành phố Tứ Xuyên. Hai khu đô thị này được cho là đã vùi lấp hoàn toàn, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 3 tỷ nhân dân tệ. Theo những hình ảnh mà tờ báo Trung Quốc cung cấp thì những nơi mà lũ quét đi qua đều trở thành hoang tàn. Những nơi trước đây được ví như thành phố không ngủ về đêm thì nay sẽ biến thành những thành phố ma không một bóng người. Nhiều nơi ở Tứ Xuyên bây giờ không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi, một cảnh tượng quá kinh khủng. Bây giờ toàn bộ thành phố Sơn Đông cùng các tỉnh lân cận đã biến hết thành sông, thành biển, đâu đâu cũng toàn nước và nước. Đến những căn nhà cao tầng từ 4 đến 5 tầng bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Tất cả đều bị phủ lấp bởi những trận mưa to, lũ quét, lũ ống trong suốt đêm ngày hôm qua đến rạng sáng hôm nay chưa chấm dứt.
Hiện cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn cấp của Trung Quốc đang cho tiến hành tìm kiếm những người dân bị mắc kẹt và mất tích. Đến giờ phút này, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thống kê thông tin gì liên quan tới trận mưa vỡ đê vỡ đập ở thành phố Sơn Đông vào đêm ngày hôm qua. Nhưng theo ghi nhận của tờ báo địa phương này cho biết, trận mưa lũ đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay được cho là còn khủng khiếp hơn rất nhiều trận lũ lịch sử năm 1945 mà phía Trung Quốc phải gánh chịu, thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền và vật chất. Quý vị thử nghĩ xem. Công việc không có chính quyền hỗ trợ ít, dịch bệnh, mưa lũ, thiên tai rồi cả châu chấu tàn phá nông nghiệp. Người dân Trung Quốc bị đói chết cũng là điều dễ hiểu. Chính phủ có thể hỗ trợ cho người dân được vài bữa, vài ngày. Cùng với đó, người dân cũng chỉ có thể tự xoay sở được 3 bữa nửa tháng. Chứ đằng này ông trời cho mưa lũ hơn một tháng trời. Người Trung Quốc không có nhà để sống, chui giúp bầy đàn như người nguyên thủy. Bị đói chết cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng với tình hình hiện tại, chính quyền của lão già Tập Cận Bình muốn cứu người dân cũng khó, thậm chí lão ta còn chẳng thèm cứu cái văn hóa của người Trung Hoa xưa nay vẫn thế. Họ sẵn sàng hy sinh dân chúng để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi của chính mình, nói gì đến cứu giúp người dân. Các nguồn tin cho hay vào lúc này đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho là vẫn đem tàu chiến, máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để gây hấn, tập trận bắn đạn thật thị uy sức mạnh trước các nước yếu thế hơn trong khu vực. Tiền cứu dân thì không có, chứ số tiền đưa quân đóng tàu chiến thì vẫn dư thừa. Bởi thế, dân Trung Quốc chịu sự lãnh đạo của những kẻ máu lạnh này thì quá khổ cực. Tội ác của Tập Cận Bình là quá rõ ràng, một lời khó có thể nói hết. Ông trời hiểu được tội ác của lão ta nên mới cho thiên tai thảm họa trừng phạt Trung Quốc để thế giới được bình yên. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một ngày đen tối với chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng sau tất cả, dường như ông ta vẫn chưa cảm thấy thấm thía nỗi sợ trước những đòn trừng phạt đau thấu xương của thiên nhiên. Kính thưa quý vị, một thông tin được cho là khá buồn đối với Trung Quốc khi vào tối ngày hôm qua trên sóng truyền hình trung ương nước này, trong bản tin về dự báo thời tiết, đã phát đi cảnh báo cho người dân các tỉnh, thành phố phía Nam, phía Tây của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Chiết Giang, Trùng Khánh, Vân Nam và Hà Nam, cũng như một số khu vực khác phải di dời toàn bộ người già, trẻ em đi tránh bão khẩn cấp. Những gia đình có điều kiện khá giả, đặc biệt là những vật dụng có giá trị lớn như xe hơi, két sắt, chữ vàng, tiền cùng nhiều tài sản có giá trị từ triệu nhân dân tệ trở lên, hãy đóng gói và gửi ra nước ngoài gấp. Bởi vì từ nay đến cuối tháng 6, thậm chí sang nửa đầu tháng 9 mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập, bão tố mịt mờ sẽ còn xuất hiện rất nhiều. Không những thế, ba cơn bão mạnh đang hoành hành ở Biển Đông được cho là sẽ tiếp tục ập vào đất liền của Trung Quốc để càn quét các tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Bắc nói trên. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang ra báo động đỏ. Tuy nhiên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn phát động cho quân đội Bắc Kinh gây gổ, gây hấn với cả nhiều nước trong khu vực, nhất là Biển Đông. Vì thế mà rạng sáng ngày hôm nay, theo thông tin tờ báo CNN của Mỹ cho biết, một tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã có vụ đụng độ giáp mặt đầy căng thẳng với cả ba con tàu hải cảnh phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông, giáp với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam khi phía Trung Quốc cho bắn đạn thật, phóng tên lửa uy hiếp một con tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tình hình có thể đang rất gấp và nghiêm trọng. Nếu như dự báo trên của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc là đúng, thì nhiều khả năng con sông Nhân Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong và đập Tam Hiệp sẽ không chịu được áp lực. 99,8% con đập lớn nhất thế giới sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ nó có thể nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc thành biển cả. Những đồ dùng quý giá kể trên như xe hơi, nhà lầu, tất cả trở thành đống sắt vụn, trở thành những vật dụng vô tri vô giác. Do vậy, nhiều cơ quan chính quyền địa phương đề nghị người dân hãy nhanh chóng đem những đồ trên sang nước ngoài để cất giữ, đặc biệt là đem sang Việt Nam chúng ta để gửi gắm. Tuy nhiên, vì lo ngại an ninh quốc gia và dịch bệnh nên biên giới của Việt Nam quyết định không tiếp nhận người và hàng của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, hiện trên thế giới không chỉ có Việt Nam là tiếp nhận người và hàng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo hình ảnh vệ tinh của trang mạng chuyên theo dõi Biển Đông cho biết, hình ảnh cung cấp rằng cơn bão số 3 đang càn quét quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc.
Nó đánh sập gần 100 tàu thuyền đánh cá của phía Trung Quốc. Trong 3 ngày vừa qua, phía chính quyền ông Tập đã cho tàu thuyền của Bắc Kinh tràn xuống Biển Đông để đánh bắt thủy sản lên tới 3.000 tàu thuyền các loại. Cơn bão số 5 ập đến quần đảo đánh cho tan nát, đánh sập gần 100 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc. Đây được cho là nhân quả báo ứng khi phía chính quyền cấm các tàu thuyền của Việt Nam đánh bắt thủy hải sản ở ngoài Biển Đông, nhưng lại cho 3.000 tàu thuyền các loại Trung Quốc tràn ra ngoài Biển Đông để khai thác thủy hải sản. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc gây ra, thiên nhiên được cho là vẫn tiếp tục gia tăng trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, liên quan đến cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định trên Biển Đông, bão có khả năng mạnh tới cấp 11, giật trên cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Bão có khả năng đi vào tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và xuyên thẳng vào thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, gây ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, gây thảm hại tại 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!